Truy cập ngay shop trungrobus.com, shop bán app giá rẻ chỉ từ 10.000 bạn đã có thể nhận được con Axie VIP. Tất cả chỉ có tại trungrobus.com. Ủa mình đang ở đâu đây? Không lẽ mình Insekai rồi sao? Đúng vậy đó. Mày đã Insekai rồi ha ha ha. Hà Hồng lẽ ngươi là? Đúng vậy, tao là. Là một con chó. Chốt cái bà nội mày. Tao là Drip Indra, một admin vừa đẹp trai và tốt bụng. Là một con chó biết nói. Ok, xin lỗi. Nếu mày là admin vậy mày có thể hồi sinh tao được không? Mày muốn hồi sinh hả? Đúng vậy. Mày muốn hồi sinh đến thế sao? Đúng vậy. Vậy thì tao sẽ đéo hồi sinh. Ok, tao sẽ hồi sinh. Nhưng mà tao cần một lý do để hồi sinh tụi mày. Hồi sinh thì cần đéo gì lý do? Lý do thuyết phục tụi mày sẽ được hồi sinh. Anh đừng đi mà. Sao anh lỡ bỏ mặc mẹ con em một mình để đi làm hải tặc? Anh làm hải tặc vì đam mê. Đam mê cả đời mờ mờ. Con mình còn chưa chào đời một mình em nuôi con sao nổi. Em đừng buồn, anh sẽ chu cấp cho hai mẹ con em mỗi tháng 5 triệu. Khi con chúng ta chào đời thì nhất định anh sẽ quay về. Em sẽ chờ anh. Nhất định ngày con mình chào đời anh phải quay về đó. Ok. Cuối cùng cũng bỏ được con vợ đó. Bây giờ không ai có thể cản được mình trở thành vua hải tặc. Bọn hải tặc là người xấu. Mày là thằng nào? Ta là Manny D. Luffy, cháu của anh hùng Ráp và con của thủ lĩnh quân cách mạng Monkey D. Dragon. Ui sợ quá. Sau này chỉ có làm thì mới có ăn, còn mấy bọn không làm mà đòi có ăn thì mới đi làm hải tặc. Chúng chỉ biết cướp bóc mà không nghĩ cho người khác. Hu, tao đã được giác ngộ rồi. Ta sẽ không làm hải tặc nữa, ta sẽ về với vợ con ta. Ủa đâu rồi? Nước biển mát quá lâu lắm mới được tắm như này. Ai dám tắm ở nhà ta? Sẽ không ai cứu mày đâu mua ha ha ha. Mới hồi sinh xong được chén một bữa rồi. Ta đã cứu ngươi đấy nhóc. Cháu cảm ơn. Làm hải tặc thật ngầu, cháu sẽ trở thành vua hải tặc. 17 năm sau. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Chú sanh, cháu nhất định sẽ trở thành vua hải tặc.